Thưa quý vị ạ, mỗi buổi sáng khi mà có hiệu lệnh báo thức ở trường trung cấp 24 bên phòng thì cũng là lúc các chú chó ở đây bắt đầu tỉnh giấc. Và chỉ mất chưa đầy đến 5 phút thôi thì các chiến sĩ của chúng ta đã có mặt ở chuồng chó để cùng bắt đầu một ngày mới. Chào buổi sáng các chiến sĩ ạ. Vâng, anh Thiện ơi, mỗi buổi sáng thì gọi các chú chó dậy có khó không ạ? Trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc các nghiệp vụ thì chó nghiệp vụ và huấn luyện viên thì có mối quan hệ gần gũi và thân thiết với nhau. Vâng. Và huấn luyện viên từ xa là chó có thể nhận biết và vẫy đuôi mừng huấn luyện viên đến. Đây là chó Betsy. Và đây là khu chế biến thức ăn đảm bảo khẩu phần ăn cả ngày cho chó nghiệp vụ ở trường. Anh Minh ơi, cái công việc mà chế biến thức ăn cho chó nghiệp vụ phải đảm bảo như thế nào ạ? Thực đơn đảm bảo cho chó nghiệp vụ thì có một cơ quan chuyên trách đã xây dựng rất khoa học và đảm bảo đầy đủ năng lượng calo để cho chó nghiệp vụ đảm bảo hoạt động. Chó ốm đau hoặc chó mà có hoạt động cường độ cao thì được bổ sung cho thịt lợn, thịt hộp, thịt gà. Những suất ăn sau khi mà được chuẩn bị xong thì sẽ được các chiến sĩ đến nhận để mang về chuồng cho chó của mình. Và sau khi nạp xong bữa sáng đầy đủ năng lượng rồi thì các chú chó sẽ phải rèn luyện thể lực hàng ngày. Bài tập là gì, rèn luyện ra sao thì mời quý vị cùng tôi gặp lại ở phần sau của Việt Nam Thức Giấc ạ.